Áo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Trời ơi, cái dùng xe dùm em cái đi, chịu quá nổi rồi. Thế nào chịu nổi, em không chịu nổi đâu. Thấy mấy chặng mà cực cực á là người ta mời qua hậu không? Là giống như là cho xuống sắt á. Cố chương trình cố tình anh ơi. Thôi em xuống xe cái. Thôi, mày cản anh đâu. Không mày cản luôn, tính là không mày cản luôn. Không thấy biển ở đâu cả, cho nên bây giờ nếu mà so sánh thì rất là khập khiễng. Thế là tôi mạn phép im lặng trong thời gian này. Ủa anh Lâm, lâu đầu em tưởng anh cứu em luôn á anh. Dạ, Cao Bằng. Cao Bằng. Cao Bằng rồi mình chơi trò chơi rồi mình xuống thác đẹp nhất Đông Nam Á rồi ha. Đúng rồi. Dạ. Là khách mời là không có ha. Không có. Đợt thứ hai khách mời đầu tiên của mùa này đó chính là có Nha phải Trang, là Nha Trang. Được. Anh Tăng Duy Tân với Tăng Duy Tân. Tăng Duy Tân, Quang Trung. Đúng rồi. Anh Tiến Luật. Nha Trang. Vui. Sau đó là Nha Trang xong là mình đi. Sau đó mình về Cần Thơ mình gặp Bích Phương, Isaac và Negip. Pháp Kiều. Diễn sân khấu. Diễn sinh viên á. Dạ. Sau đó mình qua trận này. Dạ. Đó, mình gặp ai vậy? Hải Phòng hả? Hải Phòng là bé Hoa này. Bé Phòng mình gặp ai ta? Bé Hoa đó. Hải Phòng là gặp Võ Tấn Phát, Tiến Linh với lại Quế Hồng Hải. Với lại thầy Tạ Minh Tâm. Vậy thôi, chúng tôi có kiếm với mấy chàng đó thôi. Vậy là Bạc Liêu anh Trần Phúc rồi. Bạc Liêu cũng có anh Trần Phúc. Bạc Liêu có anh Trần Phúc với lại Ngọc Đợi. À đúng rồi, Ngọc Đợi, mà em nghe là Ngọc Hợi. Đúng rồi, có tôi nhắc nữa. Đâu chứ không phải Chị Hợi đâu. Chị Hợi. Rồi trận này thì cũng không có gì. Vui luôn. Chưa có gì. Chưa có dấu ấn. Tạm đây khách mời quên lãng đi rồi. Tập cuối mấy mùa trước là có 6 anh em của cô thôi. Tự nhiên mang chàng khách mời vô cái nó bị ấy. Ôi, giống người quá. Trời ơi, cái tay dùng xe dùm em cái đi, chịu quá nổi rồi. Thế nào chịu nổi, em không chịu nổi đâu. Em đau quá, em sốc rồi bác tài. Chở em nhìn cô chưa? Nói chung là khách, mỗi khách mời có một sự ấn tượng khác nhau. Dạ. Khách mời không ấn tượng gì cả. Đúng rồi, biết đợt này chưa thấy cái gì gọi là ấn tượng cả. Mấy thằng trước thì người thì đá banh, người thì thể dục thể thao, người thì hề hước hữu đằng, người thì xinh đẹp mà Phương Anh Đào đó, rồi chị Kiều Anh là lanh lẹ, anh Lực nữa, tức là vui, anh Phúc thì hát hay, Ngọc Đại hát hay, rồi Quang Trung thì duyên dáng với anh, rồi đá banh nữa, tưởng không vui nhưng mà ta chơi vô rồi Tăng Duy Tân là hay nữa, Tăng Duy Tân vui nha, vui nha, tận nỗi sầu luôn, rồi chị Kiều Anh gì đó nữa, nói gì nữa, khá nhiều người quá là hết sức mình rồi, còn gì nữa đâu. Thì em thấy là biển ở đây rất là xanh, rất là đẹp. Vậy đó. Em xạo quá. Mấy biển khác không xanh, không đẹp là sao vậy? Không, biển ý tùy là, nơi có nhiều màu nha. Ý là sáng giờ khi mà quay đầu tiên ở cái bãi đa cát thì xa biển quá, chúng tôi không thể nào gần để mà thấy biển. Còn khi mà đến đây thì những chiếc tàu thuyền của ngư dân đậu kín mít, không thấy biển ở đâu cả, cho nên bây giờ nếu mà so sánh thì rất là khập khiễng. Nên là tôi mạn phép im lặng trong thời gian này. Ủa anh Lâm, lâu đầu em tưởng anh cứu em luôn á. Đúng rồi, sao mà cái nào mình phải thấy là mình mới nấu được chứ sao mà khen hoài không được. Tôi sẽ giữ im lặng. Tôi sẽ phép tắt cơn Google luôn. Đúng. Ngủ rồi. Nghỉ đi, đi cả tiếng rồi. Ngủ. Đúng. Tôi là khán giả quán giá, tôi dựng chuyện. Đúng. Thấy biển đâu. Xạo. Làm thế thì mọi người sẽ được đi ra biển. Đúng. Khi nào thấy biển là tụi tôi mới phân tích được. Không, nhưng mà còn bây giờ là về cả làng chài á, mà mình từ hôm qua giờ cũng đã ở đây rồi á, thì mọi người thấy không sao về không khí làng chài của Vĩnh Hy. Đó, cái phòng tôi ngủ ngay chỗ người ta nhậu ồn quá. Tôi đang tắm thì ở ngoài có những âm thanh vọng vào. Ê, chỗ này có ông Nguyễn Quy nè, ông tắm đây nè. Tắm mà áp lực quá vậy trời. Mà tôi không dám hát luôn á chứ. Thường thì tôi tắm tôi hay hát hả? Thì tôi hay hát lắm mẹ. Mà hôm qua là bí hát luôn, không dám hát. Em hay hát mấy bài ngày xưa đó. Ví dụ không có mấy bài như là đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng. Mấy vậy đó. Là đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng. Đó. Áo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Bảo qua có khán giả comment ngoài không dám hát.
sợ bị đánh giá. Mọi người có một cái giới hạn nào mà mình muốn vượt qua trong cuộc sống bình thường của mình hay không? Tới giới hạn của tôi là tôi muốn đi về nhà. Tôi muốn chương trình không giới hạn về lương lậu. Ba em lương chúng tôi đã bị hơi bị tóm gọn. Không giới hạn có hai hướng nha, hướng lùi nha. Thôi vậy hả? Lại không giới hạn về giới tính nữa. Đúng tôi rồi. Thấy là hả cái ép buộc chúng tôi phải nói này kia, nhưng mà bữa tập vừa rồi Bích Trinh Bích Liên rất là vui. Tập sau là bé Diễm bé Hoa đồ cũng rất là vui. Rất vui. Đừng có bắt tụi tôi làm gì trái cái sự thích của tụi tôi. Vân thì sao? Vân với cả Tâm Trời Dân thì sao? Em nghĩ thường á là cái giới hạn của em là nó hay không nằm ở... Không trả lời qua. Dạ vâng, thưa quý vị, cái giới hạn của em là thường nằm ở nỗi sợ. Sợ cái này, sợ cái kia, sợ làm có được hay không, có thành công hay không. Giống như là sợ tham gia chương trình này. Sợ có vui không? Dạ đúng rồi, sợ không vui. Sợ không vui, sợ rớt miếng. Dạ, mấy anh hay hỏi là khách mời like, khách mời like. Đó thì em sợ vậy đó, nên là em có nhiều nỗi sợ khi đến đây lắm. Vui chứ. Dạ không, cảm xúc không vui lắm rồi. Vui, vui quá. Trời em nhìn mặt em biết liền mà. Vui em lắm luôn các bạn. Thôi sẽ bước ra em cười ha. Ai cũng vui hết, khởi sắc luôn. Dân còn vui khoảng 3 tháng nữa sẽ hết vui rồi. Bắt đầu bế tắc rồi nên là. Trời ơi. Trời ơi, giờ mọi người đáng vui với em đi. Đang xong vào đúng lúc đó. Thôi hiểu rồi. Như đây gửi tặng em một bài Đêm Chia Ly. Rồi rơi theo hết. Không mà đúng thật á là nỗi sợ thì nhiều lắm. Mà giới hạn thì chắc là sức khỏe rồi. Mấy cái miếng hả, tại tụi em thì được cái không biết nói chuyện cho nó vui, mà bị áp lực là nó phải vui, là cuối cùng nó thành ra nó cũng không vui luôn. Tôi thấy tôi đang rất là khó với tôi. Ở, đi, đi chương trình đó là hả, anh ơi không giới hạn, không giới hạn vượt qua đi. Về nhà thì nói, anh thì biết giới hạn của mình nghe chưa. Thấy chưa, về nhà thì vợ dặn anh thì biết giới hạn của mình nghe chưa. Còn lên chương trình nói hả, không có sao đâu, cứ vượt qua đi không giới hạn. Rồi tôi phải biết làm sao đây. Rồi khán giả chữ là vui thôi, đừng vui quá. Lên đây tôi quen cái không giới hạn rồi. Xong có về nhà tôi vượt hạn, rồi tôi ở đâu? Thì đó, nói mượn ngân hàng mượn ít thôi, mượn vượt quá hạn mất, về nhà vợ chưa. Hai cô gái thấy sao về các đồng đội của mình ngày hôm nay? Dạ quá tuyệt vời. Không, tuyệt vời thật sự luôn á. Đêm qua là em với chị Vân cũng hơi áp lực nhẹ, chị em nói chuyện tâm sự với nhau. Nhưng là mà... có chọn trước chưa? Dạ cũng có trong đầu rồi. Có mong muốn, có mong muốn gì không? Dương chọn à, còn em là em không có chọn ai hết. Là em biết hết rồi hả? Em biết hết, ai cũng dở. Ai cũng được hả, ai cũng quải hả? Là Dương là chọn Hiếu với anh Huy. Đẹp trai vậy? Không chọn, không có chọn. Con có chọn chú. Ý là không phải, tại vì là thật ra là lần đầu tiên tham gia một chương trình mà thực tế, xong rồi kiểu còn bị áp lực đủ thứ điều, không có nhiều tâm tình tâm sự ở trong lắm chú. Nhiều Dân thì em làm việc với ai ở đây rồi và Dân? Dạ thì em làm việc với chú nè, với anh Huy nè, với anh Hiếu, với anh Lâm nè. Hiếu lần đầu tiên gặp gặp trong một cái họp báo của dạ đúng rồi gặp rồi chủ tịch Châu Hà. Dạ, nhưng mà chưa bao giờ nói chuyện. Rick Phan thì em cũng mới gặp đúng không? Dạ, em mới gặp lần đầu. Em nghĩ như thế nào về Rick Phan ngày hôm nay khi gặp ngoài đời? Em thấy anh dễ thương nhiều so với những gì mà anh không em thấy anh hay nói thật em ơi, khán giả để ý đó nha. Ở đây em không thích ai? Khánh Vân. Đào quá. Đâu có. Đào quá tất cả mọi người. Thật ra là tại vì lúc đầu em nghĩ là anh Chris là thấy ở trên đó thì cũng chơi dơ đó, nhưng mà ý là ở ngoài thì rất là ok nha. À bây giờ là bây giờ đang không ok đó anh. Em gặp thấy thì sáng giờ cô ơi, sáng giờ nó chưa ảnh hưởng tới chiếc cơm mình á. Đúng thử tối nay sáng giờ em thấy rất là thiện cảm với anh luôn á, mà cũng có thể là do hôm nay anh hơi mệt cho nên là anh đầm lại hơn. Em bị đại tràng. Ủa trời ơi, Khánh Vân là lần này lần trở lại lần thứ hai, cảm giác sao em? Dạ em cảm giác là cực. Bước xe liền. Nghĩa là em mỗi lần em đến em không có được giống như mọi người á. Sao vậy? Mọi người đứng gì? Giống như là mọi người đến là lúc nào cũng được yêu thương chăm sóc. Còn khi mà tham gia game cũng nhẹ nhàng hơn. Còn mình thì em thấy nó... Rồi chăm sóc em ở đây. Vui vẻ. Trời ơi, anh thấy mấy trận mà cực á là người ta mời qua hậu không? Là giống như là cho xuống sắt á. Cố chương trình cố tình anh ơi. Thôi em xuống xe cái. Thôi. Không ai cản được đâu. Không ai cản luôn, tính là không ai cản luôn. Không phải, tại ngồi chỗ này phải có động tác. Đúng rồi. Chứ không nó kỳ. Không là khán giả nói. Nói ơi, qua hậu nhãn xe mà thằng này không cản. Ôi. Mấy chuyện đáng ngồi trên đá luôn thôi. Không có ga lăng hay gì mở cửa cho mình ta là ngon rồi. Bây giờ tôi hỏi mấy bạn ở đây đã từng đi Ninh Thuận rồi, đã từng ăn đặc sản Ninh Thuận là gì chưa? Chưa. Bánh căn. Em ăn nho. Bánh căn là của Ninh Thuận ha. Ở đây có một cái này, khu này. Bánh xèo á, ta gọi bánh xèo á. Bánh căn không có dầu. Chúng ta đang đứng đó là Kiwi Beach Resort. Wow. Anh em đã. Có một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng đó là mũi kê gà. Wow. Đẹp luôn.
Hay quá, hay ho, hay ho. Tại sao là mũi mũi kê mà còn gà nữa chị? Là mũi kê, ta hiểu là mũi gà rồi, hoặc là mũi gà. Tại sao dịch là mũi kê? Tại sao là mũi kê gà? Mời chị giải thích ạ. Rồi cái đó thì sáng ngày mai chúng ta có qua mũi kê gà. Khán giả chưa nhìn thấy được cái đó. Lúc đó chị sẽ search Google. Trời ơi. Mày dí chị vậy? Mày dí má tôi quá. Dí nhưng mà thà chị nói ê à thôi. Được không, rồi. Má tôi. Ôi. Ừ. Em nghe khách mời nói không? Em thấy sao? Em nói sao? Mùa này sao? Thì em thấy xong mấy anh ấy dí quá, dí chị Thắm đi đi quá vậy. Thôi đây đợt cuối của chị Thắm rồi. Tụi em chưa thấy những lúc mình coi ro trong giá lạnh trời sao? Ơi. À, bà Thắm ngồi cho ông coi camera. À. Trời ơi. Cái coi camera cái hỏi biên tập hả? Hiếu thứ hai nhưng Quyên Quyên ngủ ngon không? Nhớ đắp mền cho hai đứa nha. Không hề có luôn á. Còn Lê Vũ Lâm ngủ ngon không? Nhớ đắp chiếu cho nó nha. Sao cái bữa mà anh ngủ nha trai với Hiếu á, bằng chút báo Giang ngủ không được, Hiếu ngáy quá. Ui kệ nó, kệ nó, kệ nó. Trời ơi. Ngáy ngáy là chuyện thường xuyên mà. Đúng rồi. Cái coi là rồi coi Giang còn thở không? Trời ơi, ghê lắm nha anh ơi. Thôi được rồi các bạn, bớt đơm đặt đi. Bớt đơm đặt dựng chuyện đi. Xuyên tạc vậy thôi. Cái sự dựng chuyện của bạn đã vượt quá giới hạn rồi. Đừng nhớ để tôi nói nhiều lời hả chị? Giới hạn của tôi phải quá giới hạn. Cái gì làm lùi lại. Đúng rồi, ta lùi lại ngoài á chị ơi. Đó, tụi em vượt giới hạn lên đây. Lằn ranh đỏ. Vượt giới hạn là em phải vượt lên cho chị quay chứ, chị phải lùi vượt luôn giới hạn của chị chứ. Rồi nói về cái việc mà vượt qua giới hạn ha, thì chúng ta có hai loại giới hạn thường gặp đúng không ạ? Là giới hạn vô hình và giới hạn hữu hình. Là cái gì nữa chị? Vô hình hữu hình. Thấy chị nói thà đấy, giới hạn thấy hay không thấy, vô hình rồi hữu hình đúng toàn hình luôn đó. Phụ. Ngôn ngữ gì nào nó bao la lắm. Đúng. Bây giờ mình chưa biết, coi như là mình học thôi. Vô hình và hữu hình. Hôm nay các bạn sẽ chơi cái trò chơi nó có một cái sự giới hạn hữu hình rất là rõ ràng, tức là các bạn thấy được. À là chị mới nói vậy chứ em không biết hữu vậy vô. Rồi xin mời nhìn ra đằng sau. Wow. Thấy được. Ê, cái này chú hội chợ quá làm bột mấy con gì con bò đó gì đúng không? Đập con dúi. Đập con dúi. Đập con dúi hả? Là trời đầu vậy đúng không? Đúng rồi. Chị ơi em có ý kiến như thế này. Ý kiến gì? Tại là em muốn lên nói em diễn nhưng mà thật sự em bị mệt trong người, chỉ thể cho đúng, tự nhiên đoạn này bị mệt ngang gì đúng rồi, đèn vô em mệt ngang thì chỉ có thể cho Khánh Vân lên thế em xíu để em nghỉ ngơi. Cái này là tùy đội các bạn sắp xếp thôi, nhưng mà các bạn lưu ý là mỗi một đội chỉ có 15 phút tất cả. Ok, 15 phút tính luôn chuyện đổi. À tính luôn chuyện đổi, ví dụ là đúng rồi, các bạn đổi là tính vô cái thời lượng của các bạn. Bây giờ hết phút rồi đó. À cái chưa mà anh ơi. Vâng, lên em. Ok. Ok, đuối quá thì kêu cứu tôi, cứu tôi. Ok. Rồi lên sẽ phụ em. Nhưng mà lát nữa là lỡ như Vân đuối quá cái anh em mình bị đập đòn sức đâu đi lại. Được. Em đập nhẹ mà nghĩ gì đó mạnh. Ờ cái mặt này mặt gian xảo nè. Được. Em đập nhẹ mà nghĩ gì đó mạnh. Nhớ đừng xả rác nữa nha. Bóp kèn giùm con chú ơi, bóp kèn giùm con. Đó, đúng rồi, chỉnh lương đi. Dân ơi, Dân ơi, cẩn thận nha. Tôi dặn em rồi. Trời ơi, phá lần phá số mà nhỏ đó em ơi. Bây giờ tôi không đi, có ai đi được. Trời ơi, anh đứng nó đi cho nó nắng cái đầu anh luôn. Thôi mình đi đi, sang trọng đi. Sang đi, lên đường mát. Mát quá em ơi. Trời ơi, phần thưởng của người chiến thắng. Trời ơi, u là trời à. Ê mà công nhận nha, hồi nãy là em chơi ok nha. Nhờ Hiếu hết á. Anh là anh cứ nhận em một lần không được hả? Không có chị là team này thua. Đúng. Rồi chị hết. Thưởng cho em một cái, thưởng cho em một cái xích bèo nha, thưởng cho em cái xích bèo. Rồi anh tự xích bèo luôn để đừng em bay cao quá, đừng bay cao quá. Em phục vụ luôn. Mới game đầu ngày thôi, xích bèo cho an toàn. Yên tâm nha. Chưa gì mà đã. Ok chưa? Dạ rồi. Đi ăn cho đi ăn đi bác tài ơi. Ê mình còn một game nữa. Đúng anh, chơi một game nữa mới được ăn. Đúng rồi. Mình phải ráng mình lấy ba cái món kia luôn. Đúng rồi. Mười hai km nữa sẽ tới thôi. Em không nghĩ đi xe gắn máy nữa. Trong hành trình hai ngàn đêm mấy năm vừa rồi tụi anh cũng hay đi xe gắn máy. Dạ. Đi đủ thứ xe chứ. Mà xe sao lắm. Mà sao tập mà lâu lâu em mới tham gia mà sao mỗi lần có em là anh Giang thua. À? Anh thấy được là có em là ăn thua hết trơn. Mà tính em chơi dở dữ thì trời. Xui thôi. Mà xui hoài tôi gọi là dở. Mẹ ơi. Gì con? Sao mình phải đi móc bột vậy mẹ? Điều đó mình nhỏ lớn, lớn đi móc bột. Tính ra mình đi xe này vui hơn á. Được nhìn này nhìn đó nhìn đây. Nhưng mà đi ít thôi nha, xe đi cả ngày kỳ lắm.
Công nhận mà sao mà tụi mình hay dữ vậy. Hồi nãy á, thấy bé Dân nhỏ người như vậy á, anh sợ là mình thua đó. Trời ơi, hồi nãy mình thắng một game đầu rồi, bây giờ mình phải lấy cái vía dẫn đầu của Transit, mình thắng luôn game thứ hai anh ơi. Yeah! Lụm cái một game đó. Ăn cho hết. Đúng. Nào, xin vía nè, xin vía nè, xin vía nè. Ê, mà công nhận giá êm nha, ghế là êm nha. À. Ê, mà thích nhất là mà đây là cái trần cao. Cái trần đúng rồi. Đúng không? Với lại á là mình ngồi mình ngồi đây mình quay mà camera đứng tội nghiệp lắm, đứng phải dày nè. Đúng rồi. Ha, đúng bây giờ đứng thoải mái luôn, tiện ghê nha. Tự nhiên tới tập cuối mới có. Tới tập đầu có ngon. Mới lạnh trên đây chạy rất là êm luôn á, không có tại tiếng ù lại không bị hỗn nữa. Hỗn là sao? Kỳ là mà nó không bị sốc nhiệt á, nó êm dịu mà nó mát, mát rượu luôn á. Tưởng hỗn là giống anh Lâm. Trời ơi Lâm. Cái xe chỗ thôi tự nhiên mở ra nguyên cái mỏ mà lắm. Xe chọn người em ơi, kiểu người thanh lịch điềm đạm lên xe nó cũng khác. Tại do là đội của tụi em là nhường thôi chứ không là không có xe. Đó chơi dở nha, không phải nhường nha, chơi dở nha bà. Không, em thiệt lòng là nhường đó. Thấy bé Dân mới đi lần đầu nên cũng không muốn em Dân của mình gọi là bị hoảng sợ, nên là mình nhường thôi. Kệ đi, mình làm lớn mà anh chị em. Trời ơi, nhưng mà được cái đi cái này thấy cảnh đẹp quá anh ơi. Ôi đẹp quá nè. Trời ơi, biển đẹp quá anh ơi. Wow, tắm biển đi. Tắm biển đi, tắm biển đi. Rừng núi dân tay đôi lại biên xa. Ta đi hồng tay lớn vai để nói sơn hà. Để cả bài chưa? Mặt nước màu lá, anh em ta về. Gặp nhau mừng như bá tao. Quay cuộn trời rộng hoa. Sao gió nó lên mà vòng người ta. Ôi, biển kìa anh ơi. Wow. Biển xanh quá, bé chẳng dám tâm đâu. Hay kìa em ơi, xưa mấy vấn này thường lãng thang. Ôi, đúng là clip làm hề. Em thấy không gian của người thắng như thế nào? Em hả? Em thấy không gian này rất là sang trọng, rất là thích. Em nói cho em biết, vừa rồi là bên kia giới thiệu là gì? Vui trò chơi hả? Gọi là online thôi em. Bên đây là offline nè. Còn thể lực, con kia còn thù luồng nước thôi. Mà bây giờ thù luồng đó bị vô hóa chất nhiều quá, nó bị bủng da rồi ở đây. Thiếu là tự nhiên hết á, cơ thể tự nhiên hết. Còn bên kia là tiêm chất, còn nói về trí khôn. Trí khôn thì? Trí khôn của ta đây. Wow. Tính toán số 1, địa lý số 2, lịch sử không ai qua hết. Kèm cho em về anh Văn luôn, ngoại ngữ. Wow, anh trời. 6 thứ tiếng. À, 4 thứ tiếng rồi. 4 thứ tiếng thôi. Ok. Bộ não của nhân okay. loại. Ok, where we go now? Where we go now? À, chào mọi người, thôi thì đội tôi thắng game đầu rồi. Thôi bây giờ chúng tôi sẽ đến với đại Vịnh Vĩnh Hy để ăn đầu. Những cái món đặc sản ở đó. Yeah. Có nhon, có nhon cho anh cái nhon. Có nhon. Có cho không? Đâu cho anh trái đi. Nha. Nha, cảm ơn em. Là ăn liền được không, có thú không? Dạ không. À, ok, rồi cảm ơn tụi em nha. Ngon nha. Cảm ơn tụi em nha. Cảm ơn em. Bye bye. Bye tụi em. Nho kẹo ngon mà. Nó ngồi vô mua nho mà chứ phải bạc tay đâu đập người ta. Người ta ngồi mua nho mà. Em tưởng là tiếp sức đường đi rồi. Không đó. Không phải là đây phải việc giả đó. Cổ vũ tiếp sức đường đi rồi em đâu biết đâu. Thôi mình phải đi hành hương tới bao lâu vậy? Trời ơi. Quý vị ơi, thường thường là mấy chương trình khác là quay để mà có cảnh quay thôi. Đúng. Còn đối với chương trình này là phải chạy thiệt. Chạy thiệt, đi hành hương luôn. Tưởng như hành hương. Chạy hồi tới núi Bà Đen luôn á. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Chạy hồi hai bà mình đang nuôi nè. Thành hai Bà Đen luôn. Quá trời. Lẹ đây. Bây giờ thì các bạn có thể bấm nút mở cửa tự động để xuống xe nha. Wow, đây rồi, theo ra đây thôi. Đi thôi, thôi. Đây, đây là cái những cái nút này là mở cái cửa trường tự động nè. Đó, những giờ thôi coi. Cửa điện trường tự động.
Xin. Đi mọi người ơi. Đi thôi. Đủ chương sinh luôn á. Người ta chạy mười mấy km, biết bao nhiêu câu chuyện trên xe. Vậy hả? Người ta đứng người ta quắt vô để làm gì? Làm gì? Để vô. Mình mua nho. Không, Khánh Trần nói người ta tiếp sức mình đó. Không anh đặt tay người ta. Nó trời bà Marathon hay gì tiếp sức. Còn đội thắng thì các bạn đi, các bạn thấy làm sao? Tuyệt vời. Mà được nhìn cái đội thua chạy lon ton. Vui ha. Dạ. Nói chung là hạnh phúc quá. Thì thắng là vui. Mát mẻ lắm. Mát mẻ. Rồi cái điểm trải nghiệm tiếp theo trên hành trình của chúng ta chính là tại đây. Vịnh Vĩnh Hy này là một trong những cái vịnh đẹp nhất ở Việt Nam chúng ta ha, và đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia. Và người dân địa phương thì cũng dựa vào cái điều kiện tự nhiên này để mà phát triển du lịch và kinh tế. Chính vì cái sự gần gũi thân thiện và hiếu khách của người dân nơi đây mà Vịnh Vĩnh Hy đã ghi được rất là nhiều cái dấu ấn đẹp trong lòng du khách. Và cái hành trình của chúng ta là cái hành trình vượt qua giới hạn. Một trong những cách để chúng ta vượt qua những cái giới hạn của bản thân mình đó chính là mở ra cho chúng ta những cái cơ hội mới, đến những cái nơi mới, gặp những con người mới, trò chuyện để có thêm nhiều cái trải nghiệm mới, đúng không ạ? Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21h15 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.